xã Quang Phục hiện có 2.450 hộ với 8.099 nhân khẩu sinh sống tại 6 thôn. Năm 2019, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ được công nhận xã nông thôn mới, phát huy kết quả đạt được. Năm 2023, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo địa phương xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã làm diện mạo nông thôn Quang Phục thay đổi toàn diện, nhất là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, cảnh quan môi trường được cải thiện theo hướng xanh, sạch, đẹp. Kinh tế nông thôn phát triển với nhiều mô hình và hình thức tổ sản xuất tiến bộ hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao, người dân được hưởng thụ nhiều tiện ích dịch vụ công. Từ khi mà được công nhận là cái nông thôn mới nâng cao thì cảnh quan cái làng xóm và có đổi thay rất là nhiều. Đường làng ngõ xóm là được mở rộng bê tông hóa 100%, mở rộng. Thế rồi là đời sống của nhân dân thì từng bước được nâng lên. Tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy và chính quyền xã đã củng cố kiện toàn ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Công tác tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên và người dân được đẩy mạnh thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, hội nghị, các cuộc họp tại thôn. Qua băng rôn khẩu hiệu, từ đó làm cho người dân nhận thức đầy đủ, xác định trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ các thôn đã chỉ đạo ban điều hành thôn, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình thực hiện, Quang Phục đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Nhiều đảng viên đã vận động gia đình, người thân tự nguyện hiến đất, hiến công, đóng góp tiền, từ đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Người dân Quang Phục đồng tình, tích cực góp công kinh phí tham gia xây dựng công trình phúc lợi như sân thể thao, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tạo bộ mặt làng quê khang trang sạch đẹp và luôn tươi mới. Chi bộ cũng đã về họp và quán triệt toàn bộ đảng viên trong chi bộ và đồng thời là tuyên truyền ra nhân dân để như vậy là làm đường giao thông mới nâng cao. Thế thì chúng tôi đã họp và thống nhất là trước tiên là phải đảng viên là phải đi trước gương mẫu, thế sau đó là chúng tôi sẽ họp ban công tác mặt trận, thế phân cho các cái tổ đến vận động từng nhà, thế rồi đảng viên thì phụ trách một số khu xóm. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, khó khăn lớn nhất của Quang Phục là thực hiện các tiêu chí về quy hoạch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và giao thông. Bởi đây là những tiêu chí đòi hỏi rất nhiều kinh phí. Để hoàn thành tiêu chí giao thông, từ năm 2021 đến nay, xã đã huy động 12 tỷ đồng, gần 1.000 ngày công lao động. Người dân Quang Phục hiến trên 500 mét vuông đất để mở rộng đường giao thông thôn xóm và nội đồng. Đến nay, toàn xã có 13,6 km đường liên thôn được bê tông hóa với bề mặt rộng từ 3,5 đến 7 mét. Một số tuyến đường có đèn chiếu sáng, hoa và cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Giao thông thuận lợi là điều kiện để người dân Quang Phục đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 71,8 triệu đồng. Tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, Quang Phục đặc biệt coi trọng công tác giáo dục. Từ năm 2021, xã đã đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường ở 3 cấp học. Các trường đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo hướng chuẩn quốc gia. Trường tiểu học là một điểm sáng với nhiều thành công nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Quang Phục. Sở hữu một khuôn viên rộng khoảng 7.000 m2, cơ ngơi của trường tiểu học Quang Phục hôm nay khang trang, bề thế với hệ thống sân chơi bãi tập. Các trang thiết bị dạy học, các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đội ngũ giáo viên ngày được nâng cao về chất lượng. Trong 5 năm học gần đây, nhà trường luôn duy trì ổn định 20 lớp học với sĩ số từ 600 đến 660 học sinh. Số lượng học sinh đoạt giải qua các cuộc thi và hội thi các cấp tăng theo từng năm. Năm học 2023-2024, qua các cuộc thi trên mạng Internet, nhà trường có 34 học sinh đạt giải cấp quốc gia, 71 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 103 học sinh đạt giải cấp huyện. Đối với các cuộc thi do ngành tổ chức, nhà trường có 23 học sinh đạt giải cấp tỉnh và cấp huyện. Với những kết quả đó, trường tiểu học Quang Phục được các cấp các ngành tặng thưởng nhiều bằng giấy khen các loại. Và một vinh dự lớn đối với thầy trò nhà trường, vào đúng dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Sự kiện đặc biệt này là mốc son ghi nhận bước trưởng thành vượt bậc và cũng là sự ghi nhận của các cấp các ngành đối với nhà trường sau gần 7 thập kỷ xây dựng.
và phát triển. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao thì cái bài học thì trước hết là chúng ta phải có sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, các đảng và sự vào cuộc của chính quyền cũng như mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là sự vào cuộc huy động được cái sức mạnh của nhân dân trong quá trình xây dựng và thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát huy những cái thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thì chúng tôi trong thời gian tới này tiếp tục đoàn kết thống nhất từ trong đảng bộ cho đến hệ thống chính quyền và người dân, tiếp tục coi như phát huy những kết quả đạt được để xây dựng xã Quang Phục ngày càng giàu đẹp văn minh. Tháng 10 này, Quang Phục dạo rừng trào dâng khí thế phấn khởi, đảng bộ và nhân dân xã Quang Phục náo nức hân hoan đón mừng hai sự kiện đặc biệt. Quang Phục long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là kết quả của ý đảng lòng dân. Về Quang Phục những ngày này, ta cảm nhận niềm vui từ mỗi mái trường, góc quê, từ những ngõ xóm, con đường. Niềm vui ấy đang cộng hưởng thăng hoa trong cộng đồng hơn 8.000 dân, đang hân hoan mở ra trang sử mới trong tiến trình phát triển đi lên.